dữ lắm các bác ơi, mà anh đừng có phải dễ giật luôn nha. Dạo này trời mát mẻ, mọi người là Tết tới rồi. Mình á, thì mình có dọn giường, dọn mộ rồi á, dọn những cái bãi cỏ thì các bác cứ liên hệ qua bên em. Đây em có những cái mua những cái con máy cắt cỏ như dưới đây nè các bác. Đó, những con máy cắt cỏ này về mình có thể cắt cỏ bò, phát bờ rồi phát giường rồi đầy đủ được luôn nha các bác. Vì em có rất là nhiều loại. Đó, quá trời luôn các bác, mình tham khảo coi mình ưng máy nào. Máy này là máy hàng bãi bên em nha các bác. Có mấy bác mình hỏi em những con máy mà hơi đắt tiền, hàng hệ của nó tới mấy chục triệu, hàng hùng nó mấy chục triệu luôn. Đây em có những con máy hàng mười mấy triệu. Còn đây em có được những con máy này là máy hàng hệ như bác. Đó, máy của Kyojit 23 rồi 26 nhiều loại nè. Đây là con máy Kyojit 23. Đây bây giờ em giật cho mình luôn nha. Cái thân hình của nó rất là lực luôn, có đế chống phía bên dưới luôn bác. Cái máy còn mới chát luôn. Mới chát cặp lè mà nó mới tin bác, hàng bãi mà nó mới thì ghê luôn. Đây giật đổi cho mình xem con này luôn nè, mạnh